Nếu mà ganh tị chắc nên ganh tị phần có anh Andrew thôi, còn phần người đẹp thì lúc nào cũng thế thôi, không nên ganh tị gì. Ngay xuân bứt phá. Bye bye.
phải chiếc mô mình. Ghê ghê ghê. Trời một tầm sốc ơi. Tôi là cây dôi đón chờ một năm sắp tới. Tình giấc nhà sông đang ca ngợi, bao người đua nhau ra phố chợ, người xe đông vui nói tiếng nhau. Nắng nóng rồi, Tết đến rồi, một năm trôi qua nên quá nhanh. Sóng 21 đêm giao thừa trên Vie Channel, Vie GiảiTrí, Vie Dramas và siêu ứng dụng giải trí trực tuyến VieON.